Nó cũng kẹo lại nha mọi người ơi. Giờ nó cũng tới rồi. Nó sạt lại rồi, nó sạt lại rồi. Giờ anh em mình vớt ra dĩa. Xin chào tất cả anh em nha. Ok, chào anh em. Thì hôm nay hai anh em mình lại tiếp tục với series ẩm thực nha. Hôm nay anh em mình sẽ gửi đến mọi người một cái món gọi là món gì? Trứng cút chiên nước mắm. Thì bây giờ mình đi chuẩn bị nguyên liệu thôi. Let's go. Anh em mình cũng chuẩn bị được mua được 30 cái trứng cút. 30 trứng đủ không bạn? Này chắc thiếu về trứng rồi, ăn gian á. Chứ thấy ít quá. Còn này là tỏi, hành tím, ớt bột, tiêu, cà no. Này là nước mắm. Này đường nha anh em. Với lại một chén nước lọc vậy nha. Để làm gì? Cái này là không thiếu nha, cái này mới quan trọng nè. Ok, giờ thì mình sẽ luộc trứng cút trước nha. Lên lửa nào. Mình bỏ trứng cút vô mình luộc nha. Trứng cút này nó cũng mỏng lắm. Luộc khoảng 5 đến 7 phút là nó chín rồi. 3 phút là chín rồi. Thì nãy giờ thì nó cũng được 5 phút rồi nha các bạn. Giờ mình vớt nó ra. Mình vớt mình bỏ vô chén nước lạnh nha. Đây chén nước lạnh mình chuẩn bị sẵn. Khó khăn chứ vậy. Tắt bếp đi, sao ngáo gì vậy. Khó khăn chứ vậy. Mình vớt ra mình để như vậy nè. Nó nguội mình mới dễ lột nha. Không, nó nóng lắm, lột không nổi đâu. Rồi mình để đây tầm khoảng 2 phút cho nó nguội bớt rồi mình lột vỏ. Rồi trong thời gian đợi cho cái đó nó nguội lột vỏ rồi anh em mình làm nước sốt nha. Nước sốt. Đây là đường nè. Mình cho nước mắm chuẩn bị siêu luôn. Mình cho ớt, tiêu, bột nêm, cà no. Ok, nước sốt đơn giản chỉ vậy thôi anh em ơi. Vậy là út á hả? Ừ. Mình đánh tan nó ra. Sau đó cho thêm miếng nước lọc vô nha. Rồi dính cho tan ra đi. Khi mà mình nấu á, thì nó sẽ kẹo lại. Chứ nó không có lỏng như vậy đâu. Ok, mình quậy cho nó tan đường bột ngọt với cà no đồ xong hết rồi. Giờ mình cái này là mới là quan trọng nè anh em ơi. Gì quan trọng? Tương ớt chin su này không có quảng cáo đi. Này là mình cho một muỗng này luôn, muỗng bự luôn. Gì dữ vậy. Ừ.
Giờ chỉ cần mình đánh cho nó tan cái tương ớt này ra nữa là ok rồi. Nước sốt mình ok rồi đó. Còn đó, xong chưa? Chà, chắc trứng nó cũng nguội bớt rồi, giờ mình chắc cái nước này ra. Dạ. Nước khá nóng á. Ok, giờ mình lắc xí ngầu. Lắc đầu cua chú. Mình bỏ vô mình lắc cho cái vỏ nó vỡ ra, mình lọc để dậy. Nhiệt tình dữ vậy chú. Nhiệt không? Nát hết. Nát tương. Nát tương. Nát tương rồi. Mình lọc nó ra. Ok, giờ mình lọc trứng cút nha anh em. Nó lắc nhiệt tình quá, anh vợ bé nhầy luôn à. Cái chén trứng cút mình luộc xong rồi mình rửa sạch nó như vậy nha. Mà sao thấy 30 trứng nó ít quá à? Mình chắc 25 trứng. Không biết ông bán có ăn gian mình không nữa. Ok, giờ mình sẽ chiên nó nha. Mình chiên với lửa nhỏ nha. Giờ chảo vừa nấu. Mình chiên khi nào mà nó vàng á thì mình vớt ra là được rồi. Mình là mình làm nó, mình làm như vậy mình ăn thì nó đỡ ngán hơn, chứ mình ăn không thì chừng 2 trứng là bắt đầu nghe ngán rồi, 3 trứng nữa bắt đầu nghe ngán rồi. Sao chú? Ê, ê. Dầu nó cũng nóng rồi anh em. Bỏ vô mình chiên. Sau một hồi nó cũng vàng rồi nha mọi người ơi. Giờ anh em mình vớt ra thôi. Lấy cái đồ vớt coi chú. Sao giờ cái chồng đỏ với chồng trắng nó nằm. Lấy cái đồ vớt coi nè. Nè, vớt ra. Mình thấy cái chồng đỏ với chồng trắng nó đi một nơi, một đứa một nơi luôn rồi. Trứng còn lẹ hơn mày. Ok, giờ mình vớt ra nha. Đó. Kỳ vậy. Kỳ vậy. Giờ thì mình để cho nó ráo dầu. Với lại bây giờ mình sẽ lấy cái này, lấy cái nước sốt hồi nãy lúc nãy mình làm á.
Mình lấy cái nước sốt lúc nãy mình làm á, mình chế vô một miếng để mình ướp cho cái trứng nó thấm vào trong luôn. Gì hết chứ à. Thôi tí nữa mình còn sốt nữa mà. Ok, công đoạn chuẩn bị bây giờ cũng đã sắp hoàn thành rồi nha. Bây giờ là mình chỉ còn có đem đi chiên nước mắm nữa là ok. Bây giờ thì mở bếp lên. Nhớ lửa nhỏ thôi nha. Hay lửa lớn lắm mà. Ok, dầu cũng nóng rồi, giờ mình bỏ tỏi với hành tím vô phi cho nó vàng ra. Bỏ hết vô luôn. Ừ, chó mày làm gì chó? Nghe thơm rồi đó. Nhớ đảo đều tay đừng để cho nó cháy nha mấy bạn. Ok, giờ mình bỏ tất cả phần nước sốt nãy vô luôn nha. Lớn đi. Kẹo rồi, kẹo lại rồi. Nó cũng kẹo kẹo lại, anh em cho cái trứng này vô nha. Trứng này nãy ướp cũng lâu rồi, nó cũng thấm rồi. Từ từ. Giờ làm gì? Nấu cho kẹo lại nữa hả? Ừ, cho kẹo lại cho nó thấm vô cái trứng luôn. Nó cũng kẹo lại nha mọi người ơi. Giờ nó cũng tới rồi. Nó sạch lại rồi, nó sạch lại rồi. Giờ anh em mình vớt ra dĩa ăn cùng các bạn nha. Thẩm mỹ vô coi, thẩm mỹ vô coi. Rứ nước sốt lên ạ. Ok. Anh em thấy ngon không em? Mà hai thằng có một đôi đũa à, mình ăn thì nó nhịn. Được không? Thấy làm gì được không? Mời anh em nha. Ai làm coi. Anh em mời anh em làm một tấn với mình nha. Rất là thơm nha, mà không biết mùi vị nó ra sao thôi. Ăn thử rồi. Ừ, hơi nóng. Tôi hỏi mày mùi vị, tôi hỏi mày cảm giác nóng hay. Ừ, nó ngon dữ mày. Để mình làm thử ăn trứng. Ok, xin mời mọi người nha. Mình làm thử ăn trứng coi. Thơm á. Cái vỏ ở ngoài của nó, mình chiên á, thì nó dai. Để trong thì nó bùi bùi của cái chậm đỏ, còn nước sốt thì hổ chê, nước sốt này rất ngon. Nói chung cái món này là mình làm ăn giặt là ok luôn. Ăn gì chứ chú? Nói món này là mình làm ăn để ăn giặt, còn không thì ăn với cơm cũng được. Mình nghĩ là ăn với cơm cũng được, tại vì nó mặn mặn, rất ngon rồi, thơm lắm.
thêm miếng rau răm luôn nữa thì nó khác luôn. Này mấy bạn ở nhà làm, ở nhà ở không á, mình làm mình ăn giặt, vừa ăn vừa xem phim hay là ăn với cơm gì đó cũng được. Này ngon lắm nha. Thơm lắm, có thơm hành tỏi rồi, nước mắm rồi, tiêu rồi, nồng nồng lắm. Nói chung nó đã. Trứng này là mình ăn chẵn nha, như ví dụ ăn 2, 4, 6, 8 chứ mình đừng ăn lẻ nha. Tại mình trai mình ăn lẻ nó kỳ lắm. Để bị gì? Bị gì? Ăn lẻ bị gì? Bị điển cái gì? Nghe ông bà già xưa mình nói vậy á. Con trai ăn trứng thì đừng ăn lẻ. Nãy giờ mất mấy trứng rồi? Ba trứng. Ôi, thua thiếu con trứng nữa nha bà. Trời. Rất là ngon nha, xin mời mọi người nha. Nói chung là món này rất là ok luôn. Anh em cứ gì làm thử và trải nghiệm mà. Ai thằng có cái lửa rồi hãy không mến rồi. Ăn vậy nó mới tình cảm anh em ơi. Tình cảm lắm hả? Rất là thơm. Nước sốt này rất là ngon. Ok, thì anh em thấy cái video này hay, món ăn này ngon thì anh em cho mình một like, một share và một subscribe để anh em mình làm những video khác hay hơn, ngon hơn dành tặng cho các bạn nha. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn nhé, ủng hộ tụi mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.